Hai cách để thành lập công ty nhanh nhất. Cách 1, nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh ở các tỉnh thành phố nơi đặt trụ sở công ty. Người nộp không nhất thiết phải là người đại diện pháp luật của công ty mà có thể ủy quyền cho người khác đi nộp thay. Nếu trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền cần có giấy ủy quyền hợp lệ. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm: một giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 2 điều lệ công ty, 3 danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần theo mẫu tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, 4 bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực. Đối với cá nhân, căn cước công dân chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Đối với tổ chức, quyết định thành lập công ty giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. 5. Trong trường hợp không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. Trong thời hạn không 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn không 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cách 2, nộp online trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://đăng-ký-kinh-doanh.gov.vn. Khác với cách 1, tổ chức, cá nhân không cần trực tiếp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư mà vẫn có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng với thời gian cực kỳ chính xác và nhanh chóng. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký thành lập công ty và thông báo kết quả cho doanh nghiệp. Từ đó, tiết kiệm thời gian và công sức cho các tổ chức, cá nhân khi không phải trực tiếp đến bộ phận một cửa để xếp hàng, lấy số như phương thức truyền thống. Hình thức nộp hồ sơ, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong không hai hình thức sau để nộp hồ sơ. Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, sử dụng chữ ký số công cộng. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các nội dung như hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tiếp nhưng được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Quy trình đăng ký thành lập công ty qua mạng được thực hiện như sau. Bước 1, tạo tài khoản trên trang cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Bước 2, tiến hành đăng ký kinh doanh bằng tài khoản đã tạo lập. Bước 3, doanh nghiệp nộp lệ phí thành lập công ty qua mạng. Bước 4, tiến hành nộp hồ sơ. Lưu ý: kể từ năm 2021, khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, dù đăng ký bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh vẫn không cần phải nộp lại hồ sơ giấy gốc khi nhận kết quả. Đồng thời, cá nhân, doanh nghiệp thanh toán phí công bố trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không phải nộp vào tài khoản Sở Kế hoạch và Đầu tư như trước đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi chủ đề ngày hôm nay. Hãy nhấn like và subscribe ngay hôm nay để không bị bỏ lỡ những bí quyết về tài chính, kế toán bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!